Xin chào mọi người nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại Toyota Thái Bình. Ở đây một con xe rất là lạ. Quay cho mọi người xem. Xe này là chạy điện 4 chỗ ngồi. Có giá là 98 triệu. Là xinh xắn. Rất đơn giản. Hai băng ghế ngồi. Xinh nhan gương vào tay. Đèn bi cầu. Vâng. Nhưng mà cái người Nhật người ta cũng hay thiết kế kiểu này, ngắn lại cái đầu này. Đầu hơi dàn ra một tí thì đẹp hơn, ngắn đầu quá. Xinh này. À, cũng đủ 4 chỗ ngồi ấy nhỉ? 4 chỗ, kể cả một gia đình là cũng ok. Đẹp. Đơn giản thôi đúng không? Vâng. Vào ngõ còn nghiêng là được. Tất nhiên là cái này phải có bằng lái, bằng nét rồi đấy. Nhưng mà nó lại không thiết kế cái chỗ lắp biển gì. À nhỉ? Yeah. Đây. Đúng rồi. Không thiết kế chỗ lắp biển. Lắp biển số đâu. Đẹp. Dễ thương. Có hai cái đèn ở trên đấy. Okay. Hai cái đèn ở trên. Lần này như bọn tôi thì có cái này đi cũng đang hoài này đấy. Vâng. Cái này không biết nó là bao tiền. Thấy chú kia bảo là 98 triệu. Hợp lý đấy. Nhà cũng chờ các cháu đi học đón đưa ấy nhỉ. Vâng. Ok. Rồi, chào mọi người nhé.